nó rớt dọc cái trái mà tròn tròn gì nè, tròn tròn gì nè, nó có cái hộp đen đen gì nè, nuôi gà rất là tuyệt vời. Hôm nay có những cái phụ phẩm này, trái này một cái tròn tròn này. Đó, hôm nay mình sẽ trộn với cái này thích ăn với trái tròn tròn này nghe mọi người, để mình băm nhỏ ra mình trộn vô luôn nha. Trái này hắc rẻ mọi người, trái này thì nó hư rồi mình ăn không được đâu, bây giờ mình bóp bóp cho gà mình ăn. Cái mềm này, cái nào là cứng mình lấy thôi đó, thấy không, hộp đen đen nè, nó rớt dọc này. Thì người ta ăn được thì gà ăn có gì đâu mọi người. Rồi cái này mình cắt ra nè, bóp hết mặt cái chín đi. À, nó rụng rồi, rụng con heo. Còn mấy cái này mình cắt, bóp cái này ra luôn, cắt cái này ra đây các mọi người. Mình cắt phải quên không? Mấy cái hột thao nè, thao nè, ăn còn một thao gì nè. Cái trái mà tròn tròn gì nè mọi người. Tròn tròn gì nè. Nó có cái hộp đen đen gì nè. Nuôi gà rất là tuyệt vời luôn. Phòng bệnh, bách bệnh luôn đó nha. Đơn giản đâu nha, đó là trái đu đủ đó nha. Không biết đu đủ gì mà yêu cầu nó chín rồi nó có cái những cái hộp này nè, cắn cắn cũng chỉ được cái hộp đu đủ nè, đu đủ xanh đu đủ chín. Giờ mình trộn cái này vô luôn, giờ mình cắt cái đó mình trộn vô đi, nhưng mà trộn vô hết luôn, thấy không, những trái đen đen có cái này nè, cái hộp gì nè là coi gà ăn cực kỳ tốt luôn. Giờ mình cắt nhỏ ra thôi cho mọi người thấy cái hộp của nó trong rồi, cắt nhỏ rồi nè, hộp đó, những trái mà có như cái hộp này nè, nuôi gà là cực đỉnh nha, bách bệnh đó, bệnh nào cũng trị được, đường ruột gì đó, tỷ dung, thấy không, nước rất là nhiều luôn, có nước rất nhiều luôn, bây giờ mình cắt rồi, nó cứng cứng rồi mà, chưa có chín, nhỏ ra nha, cắt xong rồi đó mọi người, cắt xong mình về mình trộn thôi mọi người, trộn thôi, ghê không? Giờ quên cắt rồi mà quên đổ một thao nữa, một thao cái hộp gà nó đang đủ rồi, thấy hộp ghê gớm không, một núi hộp. Giờ mình trộn thôi đó, không những cái trái mà tròn tròn có cái hộp này nói chung là trái đu đủ đó, là mọi người cho gà ăn đi, phòng bệnh hơn chứ bệnh, phòng bách bệnh luôn, hấp gì cũng có cho mọi người, với lại dinh dưỡng từ thịt trái đu đủ nè, rất giỏi trái đu đủ nè, thịt trái đu đủ nè cũng số 1 luôn. Giờ đổ nước thêm rồi, hết nước rồi. Chung cây đu đủ là mọi người nên trồng, nên trồng thiệt, cây đu đủ rất nhiều giá trị, từ thân rễ tới hạt cái lá tới vỏ tùm lum đó là chứ chị nhiều thứ lắm. Mình có làm cây đu đủ rồi mọi người có thể coi đi, còn bây giờ mình chỉ trộn gà nó ăn như thế nào thôi mọi người, mình không có nói lại mọi người, nói lại chung lập nội dung mọi người cứ tìm lại những cái bài về lợi ích của đu đủ đối với gà, có cho đu gà hàng ngày mỗi ngày đó thì mọi người tìm được hơn nha. Bây giờ mình thì chỉ trộn thôi, trộn cho gà nó ăn thôi, tôi nói là ok đó người. Rồi, ok rồi, bây giờ bỏ bưng cho nó ăn thôi nha, bưng cho nó ăn cho ăn mọi người nè, nó gấp ra nè, thấy một con đó, cho nó ăn mọi người, thấy không, thấy chưa nha, còn nguyên cái miếng này còn nguyên nè, đu đủ vỏ đu đủ hạt đu đủ gì cũng được chứ mọi người, hạt đu đủ nè, thấy không.
ăn chơi ngoài cái nào cũng ăn chứ. Thuốc đủ là dễ ăn nhất luôn. Okay, chưa? À, đây là mọi người tận dụng nha, tận dụng cái đủ này cho nó gà nó ăn mỗi ngày. Cái đủ thì ok rồi, ngày nào ăn cũng được chứ. À, ngày nào ăn được chứ. Không, nó ăn không, ngày sau nó ăn không. Cho nên mọi người cho nó ăn đi, rồi mọi người trồng nha. Nhớ phải trồng, trồng mới có cho nó ăn. Không trồng mà đâu có cho nó ăn được. Trồng mới được. Trồng cho nó ăn, nuôi nhốt thì càng cho nó ăn, đủ. Rất nhiều lớn. Rồi mọi người muốn gõ hơn, đầy đủ hơn thì có thể tìm lại những video 6 tháng trước, 5, 6 tháng trước, đúng trước mua này. Thì có chia sẻ những cái clip mà liên quan đến đủ, để đủ cho gà mỗi ngày. Đủ xanh hay là đủ chín hay là đủ gì cũng như xì vàng hay là đủ đỏ, nói chung là tất cả đủ đều có lợi, đều có lợi cho gà. Đó, ăn đi. Ăn đi mọi người thấy nhiều cái mọi người. Đỡ tốn tiền chi phí. Đỡ 50, 20, 30, 40% cũng được rồi, không cần nhiều mà, không cần nhiều. Như thôi cũng được rồi. Okay. Gà bành bành không. Nhưng mà ngon, thịt ngon, nó chất lượng. Đó, mà tiết kiệm nữa, chi phí đỡ phòng bệnh nữa. Đó, còn gì bằng không? Còn gì bằng những cái này rất là tuyệt vời. Mình cố gắng nuôi rồi, cố gắng cho nàng không. Giờ mình múc nước rồi, nước cho nó uống rồi. Xong hết rồi mọi người. Giờ nó uống nước rồi đó. Ăn hết, sạch má, sạch gì hết rồi. Nói cho nên mọi người á, nuôi á, con gà làm sao mà để cho cái bộ lông của gà đẹp, bộ lông của gà không bị cụi, không bị cục, không bị ngắn. Đó, khi mà nuôi nhốt người ta nữa, người ta thường mới nuôi nhốt là nó bị gì đúng không, bị ngắn lông, bị cụi lông, bị cục lông. Tại sao mới xảy ra tình trạng đó mọi người, nói biết bao nhiêu lần. Thì mọi người canh ra một số cái như là thức ăn là phải đủ đầy đủ chất, mà mọi trộn làm sao mà trộn cho nó đủ chất, là đủ chất rồi mọi người cho nó ăn đủ vô, ăn đủ rồi nó mới có sức khỏe, mà ăn đủ thì nó mới có nuôi được cơ thể, nuôi được lông lá đó. Chứ mọi người mà không cho nó ăn đủ thì nó không khỏe đâu, rồi không khỏe đâu, nó chết nữa, bỏ cắn lông cụi lông nữa. Đó là thức ăn. Còn cái thứ hai nữa là cái ánh sáng mà thường mình thấy không, mình tắt cái đèn sáng không, ánh đèn á, ánh đèn càng nắng càng sáng là con gà nó trở nên con mắt của nó trở nên bực bội, mà nói chung là bực bội, trở nên cáu gắt con người vậy đó. Nói chung là phải hạn chế cái cường độ ánh sáng lại để cho con gà nó có bộ lông đẹp, để con gà nó không bị trụi. Người ta này nè, nuôi nhốt là không bị trụi. À, khi mà mọi người nuôi nhốt mà không bị trụi là con gà mọi người đẹp lắm, nhìn đẹp lắm, thấy không? Thì lông dài 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 không à? Trên đây thì khoảng 90% là cái lông con gà đẹp. À, còn một hai con à, đó là con này nè. Con này nó bị nhỏ nhiều lắm rồi. Đấy, mình bắt ra trước rồi nó không có bị đó mà. Nói cho mọi người nhớ, nuôi gà ta thả vườn mà không thả vườn mà nuôi nhốt cái dạng của mình thì mọi người phải chú ý cái dạng lông đó. Thức ăn nè, rồi ánh sáng nè, phải không, và cái chất xơ chất xanh phải có cung cấp đầy đủ. Giống như bữa nay mình cho nó ăn những cái bẹ chuối, những cái bẹ chuối đó, thì nó như thế nào mà nó giải quyết được tình trạng. Thì mọi người thấy gà đẻ hay gà thịt hay gà gì bất cứ nó cũng cần chất xơ, cũng cần chất xanh, cũng cần nước, cũng cần để cho nó khỏe nè, có nhiều dinh dưỡng nè, và có nhiều đề kháng nè, thì cần có những cái đó. Thì bên gà đẻ cũng vậy, bên gà này cũng vậy luôn. Rồi bên gà này thì nó là giai đoạn mà nó dễ nhất, dễ cắn lông vượt bội. Gà đẻ thì nó cái lông nó cứng sẵn rồi, mà còn bên gà thịt này, cho nên mình quay hai cái luôn cho mọi người coi. Gà thịt đó, nó tóc đang trong giai đoạn lớn rồi, còn gà đẻ thì nó đang trong giai đoạn mà đẻ trứng không, nó cũng không có chú ý lông,
con gà thịt thì nó đang giai đoạn lớn phát nhanh thì nó phải cần có nhiều dinh dưỡng, nhiều chất xơ, chất xanh, canxi đủ, còn nhiều, nó cần nhiều, ăn nhiều. Và trong nuôi nhốt này mà người cho nó đói là nó bập nha, nó bập cái con gà kia đó, nó ăn lông dưới nền xong nó ăn lông luôn cái trên cơ thể của con gà luôn, đó là gì luôn. Và cái nó kiếm nước ăn rồi mình cho mà heo cử ba bốn cử gì đó mà mọi người quên được một cử đi thì nó sẽ đói, mà nó bới vòng vòng thức ăn bị thu hẹp hạn chế đó, cho nên mình phải cung cấp đầy đủ thức ăn cho nó, có nhiều mà nhiều thôi, thức ăn nước uống và cái đồ ăn sáng thôi, dẫn chuồng trong cái chuồng gì. Còn nếu mà nó bị xảy ra tình trạng mà cắn mình thì mọi người làm cái gì, mọi người làm cái gì, mình cắt mỏ là mỏ đó chứ cái gì, treo cỏ lên chứ gì nữa, cho nó ăn những cái trái cây bự bự như mít vậy đó để giảm hạn chế đó, mà hạn chế lại chứ nó không có ấy mà chứ nó không có hạn chế thôi chứ nó không có hết nổi mà. Nếu mà sức theo cái kiểu mà 4 tháng sức hay là 3 tháng rưỡi sức thì nó không có hết nổi, còn một mùa nuôi dài lên đó thì mình bắt những con gà kia đẹp bán, còn mấy gà xấu mình để lại nó giống như cho nó để lại mình nuôi nữa thì nó có cơ hội mọc lên. Còn nếu mà nuôi thấy là nó vẫn gì đúng không, nó cũng vẫn cắn, con khác vẫn cắn mà hạn chế được thôi, hạn chế được đó, cho nên chăn nuôi chú ý phân rồi. Nói chung là có ăn cái gì đi nữa thì mình cũng phải đảm bảo là mình nuôi nhốt rồi chứ dằn lông nó đẹp, dằn lông nó khỏe, dằn lông nó đẹp thì có giá rồi, có giá trị. Mình muốn nước cho nó uống đầy bầu hết rồi. Rồi video mình kết thúc, mọi người chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Anh em đã thích đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình ra những video mới hay hơn, hút hơn về chăn nuôi, về những cái gì liên quan đến chăn nuôi nha, nó đi nó mãi hoài luôn. Rồi bye bye mọi người.